quy định các vấn đề trong công việc tại Phần Lan. Các quy định về công việc tại Phần Lan, bao gồm luật pháp nội địa và các thỏa thuận quốc tế được áp dụng, bao gồm thỏa ước lao động tập thể. Những quy định này xác định quyền và nghĩa vụ của người lao động, như mức lương tối thiểu, với mục tiêu bảo vệ người lao động. Người lao động không nên phải chịu đối xử không phù hợp, lương thấp, giờ làm việc quá dài hoặc điều kiện làm việc nguy hiểm. Nếu bạn gặp vấn đề trong công việc, luôn có các lựa chọn hỗ trợ như tìm sự giúp đỡ từ luật sư, nộp đơn xin giấy phép gia hạn, hoặc giấy chứng nhận quyền làm việc mở rộng nếu bạn đã bị bóc lột và có giấy phép cư trú. Nếu bạn phát hiện điều kiện làm việc không tốt, bạn có thể xin ý kiến từ cơ quan quản lý an toàn và vệ sinh lao động hoặc báo cáo cho cảnh sát nếu luật pháp bị vi phạm. Nếu bạn không được trả mức lương thích hợp hoặc làm việc quá lâu, bạn có quyền báo cáo với cơ quan an toàn và vệ sinh lao động hoặc cảnh sát. Thả lai với bạn là việc cực dễ dàng đơn giản, nhưng với mình thì nó giúp mình vui vẻ cả ngày luôn. Vậy hết video này, bạn hãy thả tim ủng hộ Doji nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn là thành viên của công đoàn, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ công đoàn hoặc đại diện nhân viên. Có các dịch vụ tư vấn quyền lợi của người lao động cho người nhập cư, sách để cung cấp hỗ trợ và tư vấn. Video này giải thích các quy định liên quan đến công việc tại Phần Lan và cách người lao động có thể tìm sự hỗ trợ nếu gặp vấn đề trong công việc. Cảm ơn bạn đã xem và mình hy vọng bạn thấy video này hữu ích. Đừng quên thích và đăng ký để biết thêm nội dung như thế này của doji.eu.